Không biết là quay đi coi xong rồi có nhớ về Buôn Ma Thuột hay Gia Lai không? Dạ, hay là mình hỏi Nhân Phương Nam hay Gia Huy đi ha. Rồi, hai bạn đến đây ngày hôm nay từ rất là sớm, đến đây ủng hộ đặc biệt tinh thần cho ai nè? Và sau khi xem trailer, xem trích đoạn xong, các bạn có suy nghĩ gì? Dạ, lời đầu tiên em xin chào quý quan khách ở đây cũng như là anh Viện cũng như ekip bộ phim Đường Này Có Nhau. Thật ra thì ngày hôm nay rất là vui khi được anh Viện cùng với công ty anh mời đến đây ra mắt cái bộ phim này. Tại vì trước đây em với anh Viện đã vừa làm xong một cái dự án và sắp tới cũng sẽ ra mắt trong đó cũng đóng chung với Quỳnh Hạnh, cho nên ngày hôm nay tinh thần là ủng hộ anh Viện bộ phim cũng như là ủng hộ tinh thần của Quỳnh Anh. Lúc nãy vừa xem xong những cái trích đoạn của bộ phim đó, em có quay qua nói với Nam là với chị Nhi là quay quá đẹp. Em nghĩ đây là một bộ phim truyền hình mà có thể sẽ làm nên một cái làn sóng vì cái hình ảnh nó rất là đẹp cũng như là những cái tình tiết của bộ phim, và chúc cho bộ phim Đường Về Với Nhau khi ra mắt sẽ được quý vị khán giả đón xem nồng nhiệt cũng như là yêu mến tất cả ekip cũng như là diễn viên trong bộ phim. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Gia Huy. Sẵn là chủ quảng cáo luôn ạ. Dạ, xin mời các anh chị sẽ tiếp tục chia sẻ nếu như chúng ta còn có câu hỏi nào đặt cho ekip ạ. Và không biết là anh Văn Công Viễn trong quá trình làm phim này á, thì anh cảm thấy là đánh giá cao nhất sự hợp tác và cái khả năng lột xác của diễn viên nào ạ? Thật ra thì mọi người nói là lòng hết á, nhưng mà có hai cái vai mà mình nghĩ là cũng khó và cũng thử thách, đó là cái vai Kim Chi của Băng Nhi. Tại vì thật ra thì mình cũng biết Băng Nhi lâu rồi, và cũng anh em chưa bao giờ mà làm việc được một cái phim dài cho đến khi mà được anh mời dự án này với Nhi thì anh em nói chuyện với nhau, thì từ những cái nhỏ nhỏ luôn anh em bàn với nhau rất kỹ và đi đến quyết định là đổi cái tóc ngắn cho Băng Nhi. Băng Nhi chưa bao giờ xuất hiện trong phim mà tóc ngắn và cái kiểu vai như vậy, nên là mình rất là cảm thấy là ưng ý với cái hình tượng cũng như là cái tác phong và cái cách làm việc của bạn Băng Nhi trong cái bộ phim này. Thì quá là đạt báo chí. Tại vì thường á, thì anh báo chí á, là rất là duyên dáng trong những vai hài như là phim sitcom. Qua đây nó không cho anh diễn hài một miếng nào luôn, mà bắt anh Trí diễn rất là nặng về tâm lý và diễn drama mà còn bị liệt một cái tay nữa, nên là anh Trí cũng rất là vất vả với mình trong cái bộ phim này, nhưng mà vẫn bám sát với lại cái kịch bản và cái ý đồ của đạo diễn, nên là cũng rất là thích thú. Và khi xem lại thì mình thấy rõ ràng hai cái nhân vật đó